greeting Lời chào revive Làm sống lại, hồi sinh lifestyle Cách sống habit Thói quen artisan Nghệ nhân, thợ thủ công decorative Để trang trí, có tính trang trí dog sled xe trượt tuyết chó kéo experience kinh nghiệm, trải nghiệm impact sự ảnh hưởng maintain duy trì, gìn giữ independent độc lập igloo lều tuyết handicraft đồ thủ công home cây nhà lá vườn interact tương tác interaction sự tương tác meal time giờ ăn roadside ven đường serve phục vụ Practice. Tập quán, thông lệ. Online. Trực tuyến. Offline. Ngoại tuyến. Nomadic. Du mục. Sore. Đau nhức. Speciality. Đặc sản. Street food. Thức ăn đường phố. Title Danh hiệu Tribal thuộc về bộ lạc Waiter Phục vụ Nam Waitress Nữ phục vụ Well paid được trả lương cao Make craft làm đồ thủ công In a hurry đang vội. In the habit of Có thói quen làm gì? Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và share. Xin nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ. Nếu các bạn yêu thích chủ đề nào thì có thể bình luận bên dưới. Mình sẽ làm sau đó nhé.